Mình là Duy, mình là thành viên của MetaVN. Nick trên diễn đàn của mình là Huỳnh Duy, năm nay mình 26 tuổi. Xin chào các bạn, mình tên là Spamac, đến từ TokuVN, năm nay mình 21 tuổi. Và hôm nay một nhân vật khác cũng không kém phần quan trọng đó, đến từ TokuVN, đó chính là... Xin chào, mình tên là Đọc Duy, nick Facebook của mình là Bó Đọc Duy, năm nay mình 27 tuổi. Tức là Sentai được biến đến ở Việt Nam mình qua cái tên là Nam Anh Em Siêu Nhân. Cái khán giả xem thì gồm có trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên ở thành phần sau mà bày tỏ quan điểm của mình thì sẽ bị cho là quá trẻ con. Do vậy mình muốn làm một cái gì đó để giúp mọi người hiểu rõ hơn về Super Sentai là như thế nào. Khi tôi nghe ông trình bày ý tưởng thì ý tưởng của ông rất là hay. Vậy ông có thể nói cụ thể về những gì ông sẽ làm cho các bạn theo dõi lướt được biết rõ hay không? Thì khi còn ở trong TokuVN, tôi đã có một ý định làm cái này cũng lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới thực hiện được. Cơ bản thì là tôi muốn giới thiệu sơ lược về sự xuất hiện của Sentai và các trận xem phim này ở Việt Nam. Để biết rõ đây là dạng như thế nào, tôi mời các bạn đón xem một chuyện sau.